24, 29. Rất hay. Ăn rồi. 25, 29. Hello mọi người, chào mừng tất cả mọi người đến live stream của Sport Hùng. Chúng ta đến với trận đấu đôi nam tiếp theo. Phía bên phải màn hình là cặp đôi Trí Đức và Trọng Nghĩa. Bên trái màn hình là cặp đôi Xuân Tú và Việt của Thái Bình. Văn Việt của Thái Bình. Điểm số không đều, Trí Đức giao cầu, Ngô Xuân Tú đỡ giao cầu. Rất dễ dàng. Phạt cầu hơi cao. Đứng sát vạch. Đứng sát vạch trên luôn. Cầu trong sân. Như thế cảm giác rất là uy hiếp khi mà chúng ta phát cầu. Bạn nào chỉ cần phát cầu kém thôi là ngay lập tức sẽ bị vồ. Vẫn không ăn được. Cầu ngoài. 2-1 cho Tú Việt. Hello mọi người, Tú Việt Thái Bình đánh với cặp đôi Trí Đức và Trọng Nghĩa nha mọi người. Bắt bài rồi. Điểm số 6-2 cho Tú Việt. Cầu ngoài sân. Được điểm 3-6, Trọng Nghĩa giao cầu. Rất tự tin. Người Thái Bình đang thi đấu khá ngẫu hứng. Không đỡ được rồi. Điểm số 5-7. Xuân Tú đập điểm tốt thật. Điểm 9-6. Thủ cầu rất hay. 16 cho cặp đôi của Thái Bình. Đôi Thái Bình đang đánh rất hay. Nhanh thế. Như máy. Ngô Tú vừa đi bút doping về sao ấy. Tiếc quá. Ô anh ơi, một phong trào một sự nghiệp, tại sao thêm Tú với Tảo Bình Thắng lại đánh với nhau? Anh Thắng bây giờ chưa chắc được coi là chuyên nghiệp. Anh ấy nghỉ lâu lắm, mấy năm rồi là được. Cầu lật lưới rất may mắn. Điểm số 9-14.
Nó này bắt bài xịt nữa rồi. Được rất căng nhưng rất tiếc là cầu không qua lưới. Cầu trong sân. 12-14 rồi. Rất ngẫu hứng. Mạnh với Đức à? Mạnh với Đức nhỉ. Cùng nhầm một chút cho mọi người. Hôm đấy là Xuân Mạnh và Chí Đức cặp với nhau, chứ không phải Xuân Mạnh và Tuấn Anh. Cả được cặp với nhau. Lại đây cực tướng đâu. Năm sau mới được phong mà. Đây, hai ông này cũng thế. Không hiểu tại sao. Rất nhanh. 16 đều, nhanh. Ngoài sân 35 cm. Chỉ được thủ rất hay. Cầu tốt, 17-18. Unlimited do anh Quốc Việt badminton tay vợt của cầu tay vợt của đội tuyển cầu lông Bộ Công an đứng ra tổ chức. Đập cầu rất bền. Hải Phương á. Điểm 25-22. Cầu ngoài sân rất đáng tiếc. 26-22 cho cặp đôi Triệu Nghĩa Tuấn Triệu Nghĩa Chí Đức. Chí Đức. Anh ở một chỗ nào hả? Anh ở bên Gia Lâm. À Khâm Thiên. Em học xong chưa? Học xong đâu rồi, sinh viên mấy. Đây nhiều sinh viên lên cầu đi, trò lên cầu thì vui, còn đi kia ít. Chán. 29-23. Hai bốn hai chín. Rất hay.
Ăn rồi. 25, 29. Chí Đức và Trọng Nghĩa có vẻ khá là hợp nhau. Cao rồi. Ở đấy lộ quá. 26, 29. Hello Đức Phùng, chiều đánh từ 2 giờ chiều nha anh ơi. Câu dài. 30, 26. Vẫn lên, sợ nhờ. 31, 26. Và phòng thủ xuất sắc của Trọng Nghĩa và Chí Đức. Đây dù sao cũng là một trận đấu rất hay rồi.